Ok các bạn ơi, bữa hôm nay mình sẽ đi siêu thị Edgemart. Bây giờ mình sẽ đi siêu thị lớn nhất của Chicago. Đây là siêu thị Hàn Quốc Super Edgemart. Cũng đã cả năm trời rồi mình không có đi vô siêu thị này các bạn, tại vì dịch Covid đó, cho nên mình không có đi qua đây. Bây giờ mình mới đi lại, tại vì dịch Covid nó cũng đã ổn lại rồi, thì đi qua đây coi mua đồ tí nữa. Ok, vô đây phải nói tiếng Hàn Quốc. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Bây giờ họ bán mấy cây giống nè. Ồ, ớt, 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 ớt Hàn Quốc. Nice. Tô. Ồ, chocolate, quá trời chocolate luôn. Ồ, lạnh quá vậy. Gu gu gạo nè, dầu dầu gạo Hàn Quốc hả? Bây giờ đi đâu cũng phải lao cho nó cẩn thận, cho nó sạch sẽ. Mua cái đi để về nó ăn. Ồ, ok. Đi mua, đi ăn gì mua đi bạn hả? 15 đồng ấy. Mua đi. Lê Hàn Quốc nè, 15 đồng thùng. Sầu riêng, có sầu riêng. Bên đây là quầy gạo, quầy cải tươi các bạn ơi, quá trời luôn. Ăn nho không bạn? Nho nè. Wow. Cô ơi, như thế thì mình vẫn á. Đây rồi, mẹ bà muốn ăn nấm này. Nè lựa đi, mẹ muốn ăn bịch nào? Mua mua bịch về đi rồi. Là sao ăn? Lựa đi mẹ, lựa ba bịch đi đi. À, trong kia kìa. Năm mẹ mình thích ăn nấm đùi gà siêu nhỏ. Thì một năm nay cũng không có quay trở lại đây các bạn ơi. Chỗ này của nó cũng không có gì thay đổi cả. Để đi mình mua những cái thức uống mình hay uống các bạn ha. Ồ, mẹ bà thích uống này nè. Mẹ giác rua cái đó bên mình có bán rồi gì mua uống giờ bán mua mua đấy cũng được. Chà, cái sao đây, không bánh kem không? Kem không biết nữa, mới đi mua chút xíu là lạc mất con vợ rồi. Để đi coi hải sản nó có gì không. Ủa, coi hải sản nó có gì không ba? Hải sản bên đây nó không có gì hết. Ủa em đang đi rồi. Còn bên đây là quầy hải sản, cua, ghẹ, cá, tôm quá trời luôn. Ghẹ chết hết rồi. Ồ, ghẹ ngỗm hết rồi. Cái này gọi là ngỗm cua ghẹ nè. Bây giờ mình đi qua đây ăn đồ Hàn Quốc đi. Đó là mua gì? Mua thôi chưa. Bây giờ ok. À, đây là toàn đồ Hàn Quốc mới nấu các bạn. Người nào mà thích ăn đồ Hàn Quốc mà không biết làm thì cứ vô đây mua. Cứ đi vô đây mua về. Về nấu nấu cháo ăn. Về nấu cháo ăn.
cá cơm á. Bà mình đang đèn mãi mời coi cái máy nướng khoai. Máy nướng khoai này nó bốc mùi thơm quá các bạn ơi. Đó. À hả? Trời ơi, khoai lang nó mua một củ có mấy chục sen nó bán 2.99 nó quá sướng luôn. Khoai lang nướng. Một bịch đó, một bịch 2 đồng. Nào bánh su kem mới đi, mua thêm cái đi hả? Em không. Mua 2 cái đi. Rồi. Em mua 2 cái nữa. Đi mua 1 cái nữa. Custard cream. Ok. À, nấu cái này ốc à? Ốc móng tay á. À, dài nhá. Bữa nay đi chợ thằng Vớt mua được cái bánh rán Doraemon ăn. Đây là bánh rán thần thoại, bánh rán huyền thoại của Doraemon. Tới đây dàn thử các bạn ha. Đây là gian hàng nước chia nước gạo. Đây, nước gạo thần thánh. Mình đã đi tìm được chai nước gạo thần thánh rồi. Đây là nước do gạo Hàn Quốc, các bạn uống rất là ngon các bạn nhé. Nhưng mà các bạn phải mua cái hiệu này uống mới ngon, mấy cái hiệu khác uống nó không có ngon đâu. Em uống mấy chai. Ok, bây giờ mình đã thấy được rồi. Đây giờ để mình chụp lại cho các bạn coi nha, cái hiệu này mới ngon nè. Mẹ lấy đi mẹ, muốn mấy chai? Muốn mấy chai lấy mấy chai. Tầng 6. Quá trời luôn, uống nước gạo cho nó bổ. Rice milk. Bây giờ thì mình đi Smart. Sochi Kubai là gụ gạo Hàn Quốc. Qua đây thịt bò. Lấy một thịt lại bon beef. Short rib. Hai bà. Thịt bò quá cứu. Ăn gì mua đi ba? Mít khô hả? Mít khô bên đây. Một lần đi vào chợ Hàn Quốc quá vui các bạn ơi. Thấy cái gì nó cũng lạ. Hả? Ok. Bây giờ thì chuẩn bị đi về. Như vậy là xong một cái chợ Hàn Quốc rồi các bạn ơi. Không có ơi. Có nè. Thôi đi. Right. Sau khi mà mình đi chợ xong rồi thì mình sẽ đi về các bạn ơi. Ở đây thì nó có rất là nhiều đồ. Như vậy là xong một bữa đi chợ Hàn Quốc nữa rồi các bạn ơi. Ở bên kia là King Sauna Spa. Cái chỗ này là sông hơi Hàn Quốc. Bên kia là sông hơi Hàn Quốc. Bên đây nè. Bữa hôm nay thì mình đi chợ nó không có đem gì về nhiều giống như mấy lần trước các bạn. Mấy lần trước thì nó đem cua hoàng đế đồ về đủ thứ hết trơn á. Bữa hôm nay thì nó không có đem về.